Hôm nay có một bạn Alice mới thì chưa biết các chữ sự các số của Việt Nam đấy, cách đọc rồi là cách viết của số của Việt Nam. Thế thì Giovanna học sinh mới. Ở đây có học sinh mới. Đúng rồi. Còn chưa biết các số. Rồi. Còn học sinh cũ biết rồi. Đúng rồi. Thế thì bạn này sẽ là dạy bạn này. Rồi. Số. Rồi. Ừ. Tốt lắm. Dạy như thế Giovanna cũng có thể nhớ được hơn đấy. Đúng rồi. Ừ. Đây mình xem Giovanna dạy nhé. Các bạn xem này. Em viết chữ luôn nhé. 1, 2, 3, 4, 5. Có cả dấu rất là tốt. Giống cô giáo rồi đấy. Giovanna cũng rất là thích được dạy cho những người khác tiếng Việt các bạn ạ. Ngoài ra thì ở lớp này còn có thêm 3 bạn nữa đúng không em? 4. Có 4 bạn nữa hả? Thì hôm nay về một số lý do gì đó mà các bạn không đến đây được thì sẽ có gì thì sẽ phải hỏi bài của các bạn hôm nay đi học sau. Bài 7 hẳn hoi nhé các bạn nhé. Viết đây, 7 hẳn hoi này. Đấy, bèo. Agora vocês dei lá cai ghế. Ok. Xin chào cả nhà nhé. Mình là Cướp Con Đùi. Còn mình Châu Phi thì đang quay phim. Hôm nay mình đang giã lá sắn ở đây cho các bạn đấy. Lá sắn sắn cổ đấy các bạn. Còn các bạn nhỏ thì đang được Isabel dạy học bài. Mình đi tranh thủ giã lá sắn. Hôm nay A Sao đang ốm. A Sao kia kìa. Mà A Sao giờ đỡ hơn rồi các bạn. Đỡ hơn rồi, tươi tỉnh hơn rồi. Tươi tỉnh rồi. A Sao ốm 2 ngày hôm nay, hai vợ chồng đã kê thuốc mẹ là hướng dẫn cho A Sao. Hôm nay qua thì các bạn đang học bài. A Sao không giã được sắn, mình tranh thủ giã giúp cho A Sao. Còn Mado thì đi tưới rau rồi. Vợ chồng buổi chiều hôm nay thì đi qua đây chơi thôi, xem các bạn tình hình thế nào. Ngày nào cũng phải qua thăm xem là A Sao có khỏe không. Với lại hôm nay tình cờ hôm nay là các bạn đang có lớp học. Bởi vì là bình thường á, Isabel vẫn có một tuần 2 buổi để dạy cho các bạn học bài. Buổi chiều nào mà có một tuần 2 buổi buổi chiều Isabel dạy cho các bạn nhỏ học các môn toán với là dạy kèm theo tiếng Việt cho các bạn ạ. Dạy cho độ trẻ con này này. Đấy, thì hôm nay giới thiệu luôn cho các bạn chưa biết cái món lá sắn này. Lá sắn của Angola đấy. Ở bên này thì người ta hay dùng lá sắn, người ta bẻ ngọn sắn hay những cái lá non ấy. Thế xong người ta giã này, nấu lên để ăn với phun nhé mọi người. Phải hôm. Món lá sắn này ăn với phun. Cái món lá sắn này ăn rất là ngon. Đây là món rau chính, ấy. Món rau chính ở bên này đấy. Rau này xây xong là lá đậu, lá sắn lá đậu. Sau đấy đến lá rau cải. Dã này mệt phết đấy. Đáng nghĩa cái này là phải kế bằng cái máy xay thì hay hơn. Đây là đã chạy trên sóc bông bò này. Đang chạy trên sóc bông bò. Anh cứ có thêm cái điệu nữa thì tốt. Ngày xưa chắc các cụ mình cũng dã thế này. Vâng. Kiểu như dã gạo các kiểu, có cái dã bằng chân rồi là dã bằng tay.
Đây, bên này các bạn thường hay giã rất là nhiều, một lần giã nhiều thế này này. Thế xong là cho vào trong tủ lạnh để ăn dần cả tháng trời đấy. Ăn bao giờ hết bắt đầu ăn tiếp mới. Thông thường là cả vài tuần, một tháng. Chung mà A Sao lắng nghe nhưng mà mặt không biểu cảm, không cười được. Hôm nay đỡ A Sao đỡ nhiều rồi, chỉ có hơi mệt nữa thôi. Ra ngoài được rồi. Mai ngày kia lại đi cuốc đất được, khỏe. Giới thiệu cho mọi người một tí cái món lasán này thôi. Bên này là để mọi người biết một chút về tình hình hiện tại bây giờ ở bên này. Các bạn nhỏ là sao, rồi là sao là sao, rồi là Isabel như thế nào, các bạn như thế này thôi. Giới thiệu cho các bạn này, quyết quần đùi hôm nay đang mặc quần đùi để giã lasán. Thế thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé. Xin chào mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video.